sườn bì chả của em nha, em không có ăn trứng. Đây là nước mắm ở quán cơm sườn Bãi Rác, nổi tiếng nhất ở quận 4, cũng như là người Sài Gòn ai cũng biết đến quán này nha. Và quán này á là được bán ở đối diện chợ Xóm Chiếu nha cả nhà mình. Tiền rồi chú ơi. Bây giờ mình sẽ kêu tính tiền nha cả nhà. Cho con một sườn bị chả với một cái xe 2. Dạ. 104 nha. Công sườn là nhiêu vậy chú? Cái này là 90 ngàn. Dạ. Okay. Sườn bị chả quán này bán 90 ngàn một dĩa nha cả nhà. Mắc luôn, qua mắt luôn cả nhà ơi. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ review thêm cho mọi người một cái quán gọi là quán cơm Bãi Rác nha. Rất là nổi tiếng ở quận 4, mà người Sài Gòn nào khi mà nói đến quán cơm này á thì ai cũng đều biết hết. Đây là cái khung cảnh ngay quán cơm nè mọi người. Thì quán cơm là sẽ nằm xéo xéo đối diện với cái bãi rác ở chợ của quận 4 nha mọi người. Đây là chợ Xóm Chiếu quận 4 đây. Mọi người thấy bãi rác không? Rác quá trời rác luôn, nhưng mà quán cơm ở đây bán rất là đắt nha. Đây nè mọi người, ở bên kia là quán cơm đó mọi người, khách đến rất là đông. Có một anh xe SH đến mua cơm đó nè. Rồi bây giờ mọi người cùng em đi vào trong quán nha, xem trong quán cơm này bán những món gì mà khách đến ăn rất là đông. Em cũng nghe nhiều người nói thôi chứ em cũng chưa có biết nữa. Bây giờ em sẽ vào đây em ăn thử nha mọi người. Đây có hai anh chị này đi xe hơi nữa nè. Đó, hai anh chị mặc áo đen đi xe hơi. Đây là chiếc xe hơi của anh chị đó. Quán cơm Bãi Rác nhưng mà có xe hơi đến ăn nữa mọi người nha. Khu chợ này thấy em quay phim cho nên là rất hiếu kỳ. Họ nhìn đó nè, mấy cô ngồi bán rau á đang nhìn em quay nó mọi người ạ. Một tí xíu em vào trong đó, có thể là có những điều em không thể nào mà giải mã được tại quán thì em sẽ ghi bình luận ở dưới cái clip, cho nên mọi người xem thì nhớ đọc những cái bình luận ở dưới clip này giúp em nha. Dạ em cảm ơn mọi người. Bây giờ mình cùng đi vào quán cơm cho mọi người. Đây anh này mới mua cơm nè. Khách đến ăn rất đông nè. Hôm nay cô có món gì đây? Cơm hấp dẫn mọi người. Đây, ở đây là có những cái món đồ ăn khác nữa mọi người. Đây chả là dĩa tôm cho em bới giờ. Tôm thêm đậu vàng.
mì chả la sườn mì chả. Cô làm cho con một phần sườn mì chả nha. Ăn ở đây nha chị. Dạ con ăn ở đây. Dạ vô đi chị. Em sẽ kêu một phần sườn mì chả nha cả nhà. Em ơi, sườn mì chả là nó mỏng con cây rồi. Đem ly trà đá luôn. Có một dĩa thôi không? Trong một là sườn chả. Xem anh đây. Giờ em sẽ đi lại bàn ngồi cho mọi người. Rồi em ăn, em review cho mọi người luôn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Cơm sườn bì chả của em nha, em không có ăn trứng. Đây là nước mắm ở quán cơm sườn Bãi Rác nổi tiếng nhất ở quận 4, cũng như là người Sài Gòn ai cũng biết đến quán này nha. Và quán này á là được bán ở đối diện chợ Xóm Chiếu nha cả nhà mình. Quán này là không có biển hiệu nhưng mà mọi người đến ở chợ Xóm Chiếu mà ở phía sau chợ có cái Bãi Rác á thì mọi người nhìn là đối diện qua là sẽ thấy cái quán cơm ở đây liền. Bây giờ em sẽ cho nước mắm vào nha cả nhà mình. Giờ em sẽ để hết dưa leo vào luôn. Thật sự là bây giờ em cũng không biết là cái dĩa cơm này của em là nó là bao nhiêu tiền nữa. Chút xíu ăn xong rồi em tính tiền rồi em mới biết được mọi người nha. Đây cũng là lần đầu tiên em tới đây em ăn luôn á. Rồi bây giờ em mời mọi người dùng cơm với em nha. Mọi người ơi, nói thật sự là bây giờ em cũng không biết là cơm ở đây nó như thế nào, em chưa có kịp ăn nữa nha. Nhưng mà ngồi đối diện cái Bãi Rác á, cái cảm giác nó rất là khó tả. Nó vừa có cái mùi thum thủm của những cái rác đó mọi người, mà nhìn vào cái dĩa cơm đó thì thật sự là em không biết gì đấy. Thì thực sự là em không biết ở đây bán ăn như thế nào nữa mà sao em thấy khách đến đông quá trời luôn, cả xe hơi đến ăn luôn mọi người. Đây bây giờ em mời mọi người ăn cơm cùng em nha.
với gà chả ở chỗ quán cơm Bãi Rác, nổi tiếng quận Tư bán nè cả nhà mình. Nói chung á, em thấy cơm sườn ở đây em thấy là nó cũng bình thường, cũng giống như là những cái quán cơm cũng giống như là ở những quán cơm sườn ở những nơi khác bán thôi cả nhà mình ơi. Nhưng mà thật sự em cũng không biết được là cái bí mật ở quán này như thế nào mà khách đến ăn đông quá trời luôn, rất là nổi tiếng. Quán này bán ở đây là cũng có chục năm luôn cả nhà. Anh ăn một miếng chả ở đây đó thì em thấy cũng được thôi. Trong chả thì có trứng với thịt xay. Em thấy cũng bình thường thôi chứ nó không một có một cái gì gọi là đặc biệt hết mọi người ơi. Còn đây là miếng sườn. Đây. Đây là miếng sườn nè mọi người. Đây là một miếng sườn này nha. Giờ em sẽ ăn thử sườn này xem như có cái vị gì không cả nhà mình nha. Nói chung á là cái miếng sườn ở đây nó mềm, cái ướp á thì nó cũng hơi đậm đà chút xíu, nhưng mà so với mà cái thịt ướp đậm đà như vậy thì ở những quán khác vẫn có làm được nha cả nhà mình. Nhưng mà thật sự em không biết tại sao mà quán này đông như vậy. Các em nghĩ có thể là do ở đây đặc biệt nên là do cái mùi rác nó bốc lên mọi người. Cái gạo ở đây á thì ăn được cái kiểu giống như là gạo gãy mà nó hơi tấm tấm chút á mọi người, chứ thực sự nó cũng không phải là tấm nữa nha, mà là gạo gãy nha mọi người nha. Mới có một chiếc xe hơi tới nữa nè mọi người, có thấy cái ánh đèn xe gọi đây không? Đó là một cái ánh đèn của chiếc xe hơi gọi đó. Đây có khách đi xe hơi tới. Nói chung là cơm ở đây ăn được, nhưng mà có một cái là mùi rác nó bốc lên hôi khó chịu quá mọi người. Rác ở chợ mà hôi lắm, nhưng mà nó thiệt chứ, tại vì em đã kêu cái dĩa cơm này ra rồi thì em phải ráng mà ăn cho nó hết thôi. Em ăn lẹ lẹ em đi về chứ ngồi đem chịu hết nổi rồi. Chắc mấy người ở đây họ sống rất quen á mọi người ha, mùi rác chợ đâu chịu nổi rồi. Em nói thiệt, nếu như mà mọi người không tin đó
Thì mọi người đến đây ăn thử một lần đi rồi sẽ cảm nhận được, sẽ cảm nhận được một cái mùi đặc biệt giống như em. Cơm thì cũng bình thường nhưng mà có một cái mùi gọi là đặc trưng quyến rũ. Đặc trưng quyến rũ của quán này đó là mùi thúi của rác. Cả nhà ơi, bây giờ em chỉ review ăn cơm tấm bãi rác để tòi chấm trước tới đây thôi nha. Rồi em sẽ quay tiếp cái quan cảnh ở quán cơm này như thế nào cho mọi người xem. Em ăn lại lẹ để em đi về nữa. Thôi quá, chị hết rồi. Thank you.
sườn á. Tiền rồi chú ơi. Bây giờ mình sẽ kêu tính tiền nha cả nhà. Coi con một trường bị trả với một cái xe 2. Dạ. 104. Công sườn là như vậy chú. Cái này là 90.000. Dạ. Rồi. Okay. Sườn bì chả quán này bán 90.000 một dĩa nha cả nhà. Quá đắt. Quá đắt, quá đắt, quá mắc luôn cả nhà ơi. 90.000 dĩa quá mắc luôn. Dạ, cảm ơn chú. Thế mình đây là bán lâu chưa chú? 30 năm hả? Dữ. Quá này nổi tiếng lắm nha mọi người. Đã bán 30 năm rồi á. Ở quận 4 và tại nơi này luôn. Đối diện chợ Sấm Chiếu và cả đối diện bãi rác. Anh thấy trên mạng bây giờ là mình cảm thấy cái quán này nó nói chung là nó không thích hợp với các em hỏi nhiều á. Cho nên là em chỉ hỏi những cái đơn giản sơ sơ thôi cả nhà nha. Có lẽ là hôm nay em review tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau đó nha. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ.
Bye bye. Dạ em chào anh. Anh cho em xin hỏi tí xíu vài điều ở quán cơm này nha. Tại em đang làm một cái phóng sự á. Anh cho em hỏi là anh có phải là khách quen của quán này không? À vậy hả? Anh cảm thấy cái cơm ở đây như thế nào? Ngon. Dạ. Ý em nói giống như là mình ăn một dĩa cơm này với cái số tiền mà mình trả ra đó thì mình thấy là nó có xứng đáng không? Ở đây là ăn ngon, chất lượng, đàn xứng đáng. Nói chung là cũng vui chính, ăn lâu rồi. À vậy hả? Là anh ăn ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Được 2-3 năm rồi. Dữ vậy hả? Nhưng mà có một vấn đề là đối với cái bar rác này thì anh có ngại không? Chắc tại vì quen thấy không thấy ngại. À vậy hả? Tại vì cũng có nhiều khách cảm thấy khó chịu với cái mùi rác ở đây á. Thì cũng có nhiều khách là cũng hơi bị ngại với cái mùi rác ở đây. Nhưng mà ngược lại thì thấy quán này rất là đông. Thấy rất là đông. Ở bán lâu như là ông chủ nó bán lâu. Dạ đúng rồi, 30 năm á. Anh ở quận mấy? Gần đây nè. À gần đây nha. Dạ rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Là có khách đến hết rồi. Đông ghê luôn. Nãy giờ em ở đây em quay cho mọi người á, một cái mùi rác chất thối nó nồng lên đó, em chịu không nổi luôn á. Mẹ em cũng phải ráng nó lại tí xíu để em quay review cho mọi người biết. Chứ thật sự em chịu không nổi rồi. Em chịu hết nổi rồi, em đi về đây.